đề nghị đồng chí Hiếu đi vào đoàn ngay. Đơn chị Hiếu, đơn phương. Bụng đói cồn cào, một bên là đồng không, một bên là mông tẹt. Ở giữa là một đoàn đi ăn cưới, mặt thì có vẻ hỉ nhưng bụng thì hơi hiếu, hơi buồn. Trăm đô mà thuê ngay con taxi mùi trần đây. Off vào đi. Nếu có lắp cống thì bảo, lắp cống thì bảo, không đi toạt phát. Bonnie. Đường còn xa thăm thẳm, nhìn cứ hun hút. Ngọc Hiếu với nỗ lực không ngừng nghỉ, anh vẫn với cùng với chiếc điện thoại để mà điều xe. Anh Trâm có đón khách ở mình không nhỉ? Đã gọi được taxi về. Anh ngon cả. Anh ăn. Chân kiểu gì kìa con? Nhìn một cái quá cả. Nhìn như kiểu là đi bốt, nhìn như đi bốt. Lon ta lon ton. Lại một lần nữa anh Hiếu tắt điện thoại trong sự thất vọng tràn trề. Xe của anh Sâm. Xe Lào 9 chỗ. Vừa Lào về rồi. Kiếm được con xe xăng xì phẳng ở Lào, biển hẳn biển vàng nhá. Thấy ông bảo là biển vàng ở bên đấy như biển xanh của bên mình ấy. Đang cái cài đây. Ôi ơi, chạy rồi. Chạy con VTV. Hết tài mồi rồi. Đi từ từ thôi. Ôi bề nó đi. Đầu tay đấy, đầu tay đấy. Kia một chân một quay rồi. Xe tôi à? À, quay lên thôi là thôi nhưng ghi vào máy. Ê, cống đấy. Tốp hiệp.